Chào cô chú, anh chị, các bạn đã quan tâm theo dõi cũng như là đã ủng hộ kênh Hoàng Nam Vlog trong thời gian qua. Thì trong thời gian qua có một số bạn đề nghị Nam làm cái món nem chua. Thì hôm nay Nam có thời gian rảnh thì Nam làm cái món nem chua để mà đáp ứng yêu cầu của các bạn đó, với lại cũng như là để chia sẻ cho cô chú, chị, các bạn xem. Thì để làm cái món nem chua thì ở đây Nam sử dụng là 650 g cái phần thịt nạc đùi ha. Thịt nạc đùi thì thịt nạc đùi này hồi Nam sẽ lóc bỏ hết những cái phần gân nè, phần mỡ Nam sẽ lóc bỏ hết. À, để mà nem chua của mình nó có cái màu đỏ đẹp tự nhiên đó thì mình có thể sử dụng cái thịt phi lê, nó sẽ có cái màu đỏ đẹp hơn ha. Thì ở đây Nam coi nè, bữa hổm Nam mua về để làm cái phần chả lụa đó, thì còn này dư đã chừa lại thì Nam làm nem chua. À, nguyên liệu cá chép không thể thiếu vào trong món nem chua đó thì là cái phần bì lợn ha. Phần bì lợn, bì ở đây thì Nam mua bì bì người ta đã sơ chế sẵn như thế này nè. Mình làm về á, phần bì này thì mình làm về á, là Nam sẽ nấu nước sôi á. Nước sôi là khoảng nấu nước cho khoảng 80 độ C đó, rồi sau đó mình mới tắt bếp, mình mới cho cái bì này vô. Mình chỉ giống như là mình rửa, mình sơ chế, mình rửa những cái phần mà chất bảo quản với lại phần mỡ trên bì nè, mình rửa cho cái phần đó xong xuôi, xong mình lại rửa lên nước lạnh, mình mới phơi ráo. Phần bì này mình phơi cho thiệt là ráo ha. Mình phơi ráo xong xuôi rồi mình sẽ cắt thành những cái khúc nhỏ nhỏ ngắn ngắn như thế này nè cô chị bạn ha. Mình dùng kéo mình sẽ cắt bỏ những mình sẽ cắt là trong xin lỗi mình sẽ cắt những cái phần ngắn như thế này. À, bì này với cái trọng lượng thịt như thế này á, là 650 g, thì Nam ở đây Nam sử dụng là 500 g bì ha, 500 g bì. À, cái gia vị ở đây á, thì Nam sử dụng thêm là tỏi ha. Tỏi này hồi mình cho vào cái viên nem á, mình định hình viên nem xong xuôi mình sẽ cho lên để mình trang trí. Tỏi phi ha, tỏi phi này á thì Nam chỉ cần một ít tỏi phi như thế này. À, Nam chỉ nhắm chừng thôi, cái tỏi phi này thì Nam nấu căng ha, thì nó cho khoảng chừng lượng, nhắm chừng cái liều lượng nó như thế này nè, một ít tỏi phi như thế này. À, Nam cho phi xong ha thì Nam sẽ cho vào cái gây Nam để cho nó gáo gáo thiệt là gáo dầu mỡ ha. À, tỏi băm ớt xiêm xanh ha, ớt xiêm xanh này mình dùng chủ yếu là mình để trang trí á. À, với lại Nam sợ nó cái nem mình nó không có được cái màu, nó không được đỏ đẹp đó, thì Nam sẽ sử dụng thêm một cái ống siro như thế này nữa, mà siro như này cho nem mình nó có cái màu đỏ đó. À, để mà làm cái món làm nem chua đó ha, thì á, cái nguyên liệu làm món nem chua thịt thì cái thao tác chế biến nó cũng giống như là chả lụa đó, thì mình sẽ làm cái giò sống. Cho nên là để mà cái thịt mình, để cái giò sống mình á, nem mình đem ra nó có độ, nó độ kết dính cao nè, à, độ tạo khói tốt và săn chắc nem á, độ dai giò, độ dai á, thì á, thịt mình mua á, thì phải là thịt tươi ha. Thịt tươi ở trong quá trình mình xay á, thì cũng đảm bảo là cái cối xay nó phải lạnh. Thịt tươi nè, cối xay lạnh, với lại mình cần phải có một ít phụ gia nữa, là để cho cái phần thịt của nó có cái độ kết dính, với lại nó dai, nó giòn hơn. Thì ở đây Nam sử dụng hai cái loại phụ gia đó ha, Ribeye D1000 là Nam sử dụng 4 gram và Monomid 4 gram là hai cái loại phụ gia chính để mà tạo cái độ liên kết với cái độ dai cho cái phần nem chua mình. Ngoài ra để giữ cho cái màu thịt nem mình nó lên, khi sau khi nó lên men nó dính thịt đó, nó dính thịt thì cái nem mình nó có cái màu hồng nhạt tự nhiên đó, thì ở đây Nam sử dụng thêm là 0.5 g cái muối đỏ ha. Cái muối đỏ này để cho nó giữ được cái màu thịt nó tươi á, thì theo cái liều lượng 1 kg này mình sử dụng là 2 g muối đỏ, nhưng ở đây Nam hạn chế tối đa cái phần phụ gia cho nên Nam chỉ sử dụng là 0.5 g thôi. Ngoài ra Nam sử dụng thêm là 40 g cái phần bột năng ha. Bột năng thì giống như cái thao tác là làm giò sống, giống như mình làm chả lụa của chính chị bạn ha. Rồi bây giờ Nam sẽ cái phần phụ gia này nè, thì Nam sẽ cho nước lạnh vô ha. Nam phải cho nước lạnh vô. Mình sẽ cho nước lạnh vô chứ mình không có cho trực tiếp vô cái phần thịt để mình xay ha.
mình cho cái phần phụ gia này nó tan trong nước lạnh ha. Mình sẽ cho vài vài viên đá trong đây nữa. Nếu mà mình cho trực tiếp vô thịt đó thì nó sẽ chết thịt ha cô chú các bạn ha, nó sẽ không còn độ dai. À còn đường á, Lâm xin lỗi cái phần gia vị ha, Lâm xin nhắc lại phần gia vị á. Gia vị ở đây thì Lâm sử dụng thêm á là với liều lượng là 650 g thịt nạc á, thì Lâm sử dụng ở đây là 250 g đường. Cái phần đường này chủ yếu là nó cung cấp cái nguồn carbon cho cái khuẩn lactate nó lên men, nó tạo cái axit làm cho nem men mình có vị chua đó. Cho nên Lâm sử dụng đây là 250 g đường. Rồi, Lâm sẽ cho vô đây ha. Lâm sẽ cho vô đây là 2 muỗng canh nước mắm ngon ha cô chú chị bạn ha. Nước mắm ngon, 2 muỗng canh nước mắm ngon. 2 muỗng canh đầy ha cô chú bạn ha. 2 muỗng canh đầy nước mắm ngon. Một phần ba muỗng canh muối, tương đương với khoảng 10 g muối thôi cô chú chị bạn ha. Bột ngọt ở đây thì Nam sử dụng hơi nhiều một tí ha, thì Nam sẽ sử dụng là 1 muỗng cà phê bột ngọt ha, 1 muỗng cà phê đầy bột ngọt nè, nó hơi lung nhưng Nam cho thêm 2 muỗng, Nam sử dụng luôn 2 muỗng cà phê bột ngọt ha cho nó nhiều một tí. Tiêu tiêu này thì Nam sẽ sử dụng là 1 muỗng canh tiêu ha, một Nam xin lỗi 1 muỗng cà phê tiêu luôn ha. Rồi bây giờ Nam sẽ trộn đều cái phần gia vị này lên ha. Rồi Nam sẽ cho nước vô đây luôn ha, cũng cho nước vô luôn cho nó tan luôn. Mình không có để gia vị trực tiếp vô cái phần thịt xay ha. Rồi cái phần gia vị là Nam đã chuẩn bị xong ha. Rồi bây giờ Nam ở đây là Nam sẽ cho vô đây đó là 1 muỗng canh đầy dung cái tỏi băm luôn ha. Ở băm luôn. Tại cái màn thịt sống thì mình cho tỏi nó nhiều á thì nó sẽ thơm, nó ngon hơn ha. À, rồi Nam sẽ để tới tô gia vị này ra một bên ha. Rồi bây giờ Nam sẽ chế biến cái phần thịt, Nam sẽ cắt thịt thịt ha. Để không mất thời gian của cô chú các bạn thì có những cái phần nào quan trọng Nam sẽ tua bớt ha. Nam sẽ tua bớt để cho nó cái video mình nó ngắn lại á. Mình bỏ sạch cái phần gân với phần mỡ luôn ha cô chú bạn ha, mình không có để cho nó cái phần gân mỡ. Giờ Nam sẽ cắt phần khúc vô vậy nè để mình xay cho nó dễ ha. Cô chú các bạn mà nhớ ha, làm món nem này rất là kỹ chứ không phải là mình nói nem là mình muốn làm thịt gì cũng được ha. Nem này là mình phải làm cái thịt tươi ha, thịt nóng thịt tươi á thì nó mới có độ liên kết, độ dai. Rồi bây giờ Nam sẽ cho hết cái phần này vô cái cối ha. Rồi, bây giờ Nam sẽ cho phần gia vị vào ha. Nam sẽ cho hết cái phần gia vị này vào nè. Rồi phụ gia thì Nam sẽ cho vào một lượt luôn ha. Nam sẽ cho phụ gia vô luôn. Rồi bây giờ Nam sẽ xay ha. Nam xay xay được 1 phút rồi ha. Bây giờ Nam sẽ cho cái phần bột bắp vô. Nam xin lỗi, Nam cho bột năng vô ha. Nam sẽ cho vô đây là một giá bột năng như thế này, tương đương với khoảng 40 g bột năng ha. Cái bột năng này chủ yếu là nó cũng cung cấp cái nguồn carbon đó để cho nó được men đó cô chú bạn ha. Rồi Nam đậy lại sẽ xử lý nhân dân nè.
Rồi giờ Lâm sẽ lấy ra nè. Và các bạn thấy cái độ dai nè ha. Rồi, bây giờ mình đã làm hoàn thành xong cái phần giò sống ha. Bây giờ tới điều quan trọng ha. Điều quan trọng để cho men mình nó ngon nó màu chua. Nó ngon nó màu chua nó bao lên men ha. Nem chua mà không chua thì không ngon ha. Cho nên là điều quan trọng bây giờ là Nam sẽ sử dụng cái phần men ha. Nam sẽ sử dụng cái phần chủng men á. Thì ở đây là Nam sử dụng là men à. Đây, Nam sử dụng là cái chất bổ trợ ha lên men, Foco TB5 để dùng cho phần lên men ha. Rồi, Nam sẽ dùng 1 gam ha. 1 gam. Rồi Lâm sẽ cho vô đây nè, cho đều phần men này vô đây ha. Cái phần men này nó giúp cho cái phần nem chua mà nó mau lên men, nó rút ngắn thời gian lên men, nó sẽ chua hơn của chính bản ha. Rồi ngoài ra Lâm sẽ cho vô đây một một bịch thính như thế này ha, một bịch thính như thế này là 40 gram ha, 40 gram thính. Thính gạo này đó là nó là tinh bột á, nó cũng là một cái thành phần, một trong những cái thành phần mà cung cấp cái nguồn carbon cho cái khuẩn lactic nó lên men, để mà nó sản sinh ra cái phần axit nó làm cho cái men mình đó, cái nem mình nó có vị chua đó. Rồi bây giờ Nam sẽ cho vô đây luôn ha, Nam cho thỏi đây luôn. Rồi rồi bây giờ Nam sẽ cho cái phần bì này nè, sẽ cho bì này vô đây luôn. À, bây giờ cô chú chị bạn quan sát ha, cái thịt của mình nó là có màu hồng hồng này nè ha, để cho cái màng mè nó thêm bắt mắt á, thì Nam sẽ cho thêm một cái phần màu nữa ha, Nam sẽ cho thêm một cái màu sigo nè, Nam sẽ cho vài giọt màu sigo vô ha, cho cái màng men mình, cái màng nem mình nó màu đỏ đẹp quá. Ừ, cho bằng bị vô giò sống nó dai nè cô chú bạn thân, nó có trụ dính nó dai nè, nếu mà mình không có cho cái phụ gia đó với là bột vô thì nó sẽ không có dai. Nam sẽ cho hết vô luôn. Rồi Nam sẽ cố gắng, Nam sẽ tua lại những cái đoạn không cần thiết á, để cho cái đoạn video nó sẽ ngắn lại á. Rồi bây giờ ha, Nam để cái thằng thịt này trong tủ tủ mát á, tủ lạnh ha, tủ mát hoặc là tủ đá cũng được, để cho nó thịt nó dẻ, nó dẻ, nó khô, nó cứng lại á, rồi lúc đó mình mới là mình định hình ha. Bây giờ mình gói, Nam đã để trong ngăn ngăn đá tủ lạnh cho nó dẻo dẻo lại nè. Bây giờ Nam sẽ tiến hành, Nam sẽ gói ha. Rồi bây giờ Nam sẽ sử dụng cái màng bọc thực phẩm để Nam gói nha. Đây Nam sẽ dứt một cục tròn như thế này ha. Nam sẽ gói thành những cái que tròn tròn nè. Đây, Tâm sẽ nắn thành những cái viên vuông vuông vậy thế ha.
ở dưới này, năm mặt này, mặt dưới này ha, mặt dưới này thì năm sẽ cho một miếng tỏi lên như thế này ha, mặt dưới này năm chân tỏi lên. Ở trên này là làm sẽ cho một cái miếng ớt lên ha, như thế này. Rồi bây giờ làm sẽ cắt cắt ha, nó dùng kéo cắt nè, làm cắt theo chiều dài để chừa cái khoảng để mình gói lại nè. Sẽ gói ở đây trước nè. À, bây giờ Nam đã hoàn thành xong cái công đoạn gói cũng như là định hình nem chua, thì bây giờ Nam sẽ để ở nhiệt độ thường bên ngoài từ 2 đến 3 ngày cho nem nó lên men tự nhiên. À, với phần nem chua này á, thì mình sẽ lên men tự nhiên ở nhiệt độ thường bên ngoài á, thì 2 đến 3 ngày là mình có thể dùng được. Lúc đó thì cái nem mình nó chua, thịt nó đã chín rồi. À, cô chú anh chị lưu ý ha, mình sẽ không có để trong tủ lạnh ha, mình phải để ở nhiệt độ thường bên ngoài. Như vậy á, thì cái nem nó mới được lên men ha. À, đây là dĩa nem mà Nam đã lên men được 3 ngày rồi ha. À, đây là ngày thứ ba, nem mình cũng đã chín rồi. À, nó cũng có cái vị chua. Bây giờ Nam sẽ lấy ra một chiếc nem Nam dùng thử coi cái vị nó như thế nào ha. À, cô chú chị bạn quan sát ha, cái viên nem gần rất rất là chặt ha, dai. À, do mình làm cái ở nhà mình làm ăn, cho nên cái phần thịt giò sống, cái phần thịt nó nhiều cô chú chị bạn ha, cho nên nem mình nó sẽ có cái độ dẻo, nó không có cứng. Cái vị chua 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 nhẹ, rất là thơm, rất là vừa ăn luôn á. À, Nam chân thành cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã bỏ thời gian theo dõi video của Nam. Nam xin chúc cô chú anh chị cùng các bạn có những phút giây thư giãn trong cuộc sống, hạnh phúc, may mắn và thành đạt. Nam xin hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.